Rồi. Hello bà con. Hôm nay là rất là ế cho nên là mình rảnh rỗi vậy không? Không phải ế, tại vì cái lịch chụp của mình bị dời lại. Ừ. Mình làm gì ế. Hôm nay mình có lịch mình lúc nào cũng đông mình vui ế rồi. Mình dời qua ngày mai rồi các bạn. Mình muốn chửi lộn mấy bạn. À sáng giờ rảnh quá hiểu không? Mà mấy cái Facebook nó cứ báo ầm ầm là mọi người tag tên mình vô những cái bài báo hoặc là những cái page. Chửi dân xăm chỗ. Xong rồi mình thấy trời ơi, dạo này được nổi tiếng quá. Nhiều báo mạng đồ đăng cái mặt mình lên quá, cái mình thấy thú vị vậy không? Mọi người like nhiều quá. Má vô đọc comment nó chửi không à. Chửi banh xác. Chửi nghe mà nóng đít luôn. Chửi ghê quá. Xin một lần được chửi trực tiếp như vậy nè mấy fan. Thiệt, có ai comment bây nói chuyện với giờ giải chơi. Bây giờ là mình live stream chửi nè, đỡ phải tại vì comment lên. Có một cái bạn Alibaba gì hồi nãy á, có, tại vì mèo vừa up cái hình. Đây, cho các bạn nhìn thấy nhưng mà chắc biết nó có ngược, chắc nó ngược. À, cái này nó ngược. Cái bài mới thôi, nhưng mà lên chửi rồi dùng lý lẽ nói chuyện như có học vậy đó, nói về nghệ thuật. Thì giờ nếu mà bạn đó có, tại vì mèo cũng like nè, chắc có lẽ là cũng có bạn á thấy được thì vô đây ngồi nói chuyện với Vinh chơi, đúng không? Vinh tiếp bạn Alibaba, Vinh là xưa là tên cướp thứ 41 á. Ừ, thiệt không có nằm trong 40 tên cướp của Alibaba đâu, nhưng mà tên cướp thứ 41 xuất hiện chơi đi Alibaba, lầy quá fan. Sáng rảnh quá xong vô mọi người comment cứ tag tên vô, xong mình vô mình đọc báo rồi mình thấy vui vui, là thấy mỗi cái bài là mười mấy ngàn like rồi hai mấy ngàn like rồi comment rất nhiều. Vô đọc comment được mấy cái đầu là của bạn bè mình á thì mình thấy mấy cái sau trời ơi nó chửi còn hơn chó nữa, bực thiệt luôn. Mà trong khi mình làm nghệ thuật mình đều mong muốn đây, để đọc lên. Nhìn đọc cái comment của cái Alibaba. Xăm là một nghệ thuật. Bản thân tôi rất thích người có vài hình xăm thể hiện cá tính. Trời nghe dễ thương cực kỳ, nghe dắt người ta đi vào câu chuyện lắm kìa, truyền cảm cực. Nét gì đó riêng của mỗi người. Nhưng anh và chị giống như đắp hình xăm lên cho kính người, chứ chẳng thấy nghệ thuật gì ở đây nên người ta nhận xét. Thế thì cũng đâu, cũng điều dễ hiểu thôi. Chữ đều các bạn, nhưng mà đọc chữ điều, viết chữ điều nha. Điều gì á, chứ không phải là đều. Chính tả hot quá bạn, chính tả giỏi quá, Vinh đọc không được. Chị không thể bắt người ta hiểu được, nên nếu đã xăm thì chấp nhận đừng la ó sùm. Ủa? Từ từ, để Vinh nói cho nghe. Bắt ở đây là chưa có ai bắt luôn á, tụi Vinh xăm mình không có bao giờ ra bắt mấy bạn phải khen đâu. Thiệt, Vinh chỉ năn nỉ mấy bạn đừng quan tâm nếu mấy bạn không thích thôi. Được chưa? Chứ đâu có bắt đâu fan. Fan lầy quá fan. Trời ơi, từ từ, còn về nghệ thuật nè. Bạn hiểu gì về nghệ thuật? Bạn hiểu gì về xăm? Đúng, tụi tôi đang xăm, đắp hình xăm lên cho bích người thiệt á. Nhưng mà tụi tôi đã lắm fan. Tụi tôi sướng lắm fan. Cái đó là cái nghệ thuật tụi tôi tự tưởng tượng mấy fan. Sao biết được trong đầu tôi tưởng tượng như nào mấy fan? Mấy fan lầy quá. Bóp đi, thiệt. Bóp sử dụng cái não mình lại một chút. Để cho cái não mình thông minh hơn. Hiểu không? Mình chia ra nhiều việc quá, đâm ra cái não mình nó sáng mình ủi đồ mình đừng quên nha. Thì cái não nó nhăn là tốt, chứ đừng quên ủi đồ lấy cái não xuống ủi luôn. Phẳng quá à. Thì đôi khi mình bỏ vô máy giặt mình nhồi nó lại đi cho nó nhăn chút, chứ đừng ủi nha. Lầy quá ủi đồ đi làm công chức hả? Lầy quá đi làm ủi đồ ủi luôn não fan. Cái não mà nằm trong đầu đừng lấy xuống ủi nha fan. Rồi á. Trong khi cái status của mình là mình nói là ai chê mình xấu mình dơ thì mình chịu, tại vì cái con mắt của mỗi người mỗi khác, cái đẹp của mỗi người mỗi khác. Cái tự nhiên vô kêu nhìn tôi không nghệ thuật cái gì trời. Không mà vui vui mà lâu lâu mình trong phải khi tôi là người làm cái nghề mà tôi cho là nghệ thuật mà nói này, tôi không nghệ thuật này, chửi vô mặt tôi này không có chửi câu like nha fan. Thiệt muốn nói chuyện với fan vậy thích vui ra ngồi nói lý lẽ đồ chơi. Tại vì fan dắt người ta vô câu chuyện rất là dễ thương, dắt vô rất là nhẹ nhàng, người ta đi theo, cuối cùng viết sai lỗi dính tả, mà còn lôi cái ngu của mình ra cho người ta thấy nữa. Cái thông minh của mình mà đã không đúng chỗ là ngu rồi fan. Đúng không fan? Mình thông minh thiệt thì mình giữ cái thông minh đó, mình sử dụng cái khác đi thì nó sẽ thông minh, còn lấy cái thông minh không liên quan fan. Với lại
tôi năn nỉ mấy bạn là bạn nào mà chửi tôi á thì chửi đâu cũng được, đừng có chửi trên Facebook của tôi, tại vì tôi còn khách hàng, đúng tôi rồi, còn bạn bè con cái cha mẹ tôi nhìn vô nữa, tôi làm gì đâu. Mà bởi vậy nếu mà cha mẹ tôi nhìn vô chửi lại tôi điên luôn, tôi kiếm mấy người tôi chém mấy người nè. Chửi xấu thì được, chửi tôi dơ thì được, đừng có đụng chạm tới cái nhân cách của tôi nha mấy fan. Trời ơi lầy quá, chưa chắc mấy fan sống dễ thương à, dễ thương ở đâu đi làm phiền người khác mấy fan. Cái thời gian mà mình cào bàn phím á thì mình đi qua hỏi cái bà hàng xóm á, cho con bú chưa, con chưa cho con bú thì cho con bà bú giùm đi, vậy còn ý nghĩa hơn là mình đi cào bàn phím, đúng không? Con người khác con vật là mình sử dụng bàn phím là bằng mấy ngón tay mình gõ chữ, chứ đừng có cào sột vậy mấy fan. Cào mà mình không biết mình cào chữ gì, mình cào chi fan, lầy quá. Nhiều người comment chửi mà mình phải dịch cái câu phải nửa tiếng mà mình biết là nó đang chửi mình, nó mới cho vậy. Nói chuyện dễ thương tụi tôi không sao, chửi tụi tôi xấu cho tôi dơ không sao, đừng đụng chạm tới cái nhân phẩm mới phục hồi mấy fan. Thiệt, cái nhân phẩm tôi mới phục hồi à, đúng không? Đừng để nó hoen ố lại mấy fan, được chưa? Cho tôi cơ hội làm lại từ đầu được không? Cho tôi cơ hội làm con người được không? Trời ơi, cái gì mà dị nhân dị fan, tôi đâu phải siêu anh hùng đâu fan. Gì mà như con thú gì kỳ vậy trời, tôi đâu phải siêu anh hùng, tôi đâu phải Superman đâu, dị nhân fan nha. Con người còn chửi được, còn nghe được, thử chịu trước mặt tôi quýnh luôn chứ không có vậy đâu thiệt đó. Giữ được thái độ đó, giữ được lời comment đó trước mặt của tôi, nói ra cái giọng thẳng với mặt luôn, thề nó nghiêm túc, tại vì con người nóng mà không control được, hên nó là màn hình. Thiệt. Mình chơi Facebook á, như là Facebook cũng có nhiều thằng làm cho mình ghét, mình muốn chửi nó lắm chứ bộ, nhưng mà mình chửi bên ngoài miệng mình thôi à. Mình kêu ơi cái thằng khùng, cái thằng y như đồ điên, đồ khùng, nhìn xấu quơ xấu quắc, nhưng mà tôi chửi ngoài này thôi. Không bao giờ tôi ngồi mà tôi gõ từng phím một để tôi enter lên trên tường nhà nó làm gì hết á. Chi vậy? Để cho nó kiếm hả? Rồi mấy bạn dùng những cái ngôn ngữ, Vinh xin lỗi nha, Vinh nhắc tới nè, chữ thề. Trời ơi, nói tôi tự Vinh vô văn hóa chứ thiệt, hình xăm thôi à chứ không có chữ thề các bạn. Còn riêng mà muốn chữ thề ra chữ lệ, chửi tay đôi luôn. Thích không? Nói chửi tí quýnh liền à, khỏi chửi lại, thiệt hứa. Trong khi cái đám cưới như người ta là cái đám cưới người ta nói là đám cưới của thợ xăm. Thì là rõ ràng cái tiêu đề trong đám cưới thợ xăm chắc chắn là có nhiều khách hàng xăm. Rồi là anh chị em bạn bè của thợ xăm thì chắc chắn là cũng sẽ xăm mình, hoặc là những thợ xăm đồng nghiệp khác tới dự. Chứ việc gì mà đám cưới của người ta nhiều người xăm mình tới, cái mấy người vô chửi là một lũ, một động, một cái gì tùm lum vậy trời. Trời ơi, đây là cái hỷ của người ta, vô không khen cô dâu chú rể thôi. Đúng rồi mấy fan. Chứ làm cái gì vậy? Vậy nè mấy fan đi ăn đám cưới của thợ xăm thì mấy fan cũng phải hiểu. Mấy fan đã thích cái người thợ xăm nó mới đi ăn đám cưới thì bạn bè của họ cũng là thợ xăm mấy fan. Trời ơi, chẳng lẽ giờ thợ xăm đi bạn mời cô giáo không được mấy fan. Đúng không? Chấp nhận người ta cái nghề mà, cái nghề nuôi sống bản thân mà, đâu có đi cướp đâu mấy fan. Trời ơi lạy quá, bớt nha, bớt sử dụng cái não một chút. Trời ơi, cái não mình để dùng cho cái việc thông minh nó sẽ dễ thương, mà còn cái não của mình nó thông minh mà để sử dụng cho cái việc nó không có liên quan thành ngu con mẹ nó rồi. Thôi nha, bớt đi thiệt, để cho người ta tu với. Trời ơi nè, cạo đầu chọc rồi, để tu nha, đừng để tôi hú nữa mấy fan. Vui lắm. Vô á gì? Chửi dễ thương đi nghe thiệt, chửi dễ thương nghe liền thiệt. Mặc dù là chửi còn xoáy quá đừng nha. Rồi trong đụng chạm gì đâu. Rồi tự nhiên trong mấy tấm hình đó cái có người vô comment à nhìn hai anh này nghệ thuật còn hai anh này giống giang hồ. So sánh chi fan. Ta khi... anh em với nhau so sánh chi fan. Trời rồi. Ơi, tao bạn bè yêu thương nhau lắm fan, không cần phải bứt dây động rừng nha fan. Đừng có mình làm đề lô động ghê fan. Gì vậy? Giật dây chi fan cho anh em tao tan rã fan. Bất giỡn nha. Anh em đang yêu thương nhau lắm. Họ xong được cái đoàn kết mấy bạn. Thiệt. Đụng tới thằng đụng tới quyền bày vậy đó. Yêu thương nhau lắm. Mặc dù nó không thích nhau thôi nhưng mà đừng đụng tới nó, đụng tới thằng họ xong là tự nhiên quyền bày nó bu lại à. Nó bày đàn vậy đó. Nha. Bớt đi. Xăm cũng con người à, chứ nó không phải con vật. Thiệt. Nó còn nghe chửi, nó còn cọc. Đúng rồi. Thiệt, đúng không mấy bạn? Con nghe chửi với hồng cọc vẫn còn điên chứ không có như buột được. Trời ơi, hôm qua vẫn còn uống nước nè, chưa hủi khói. Hôm qua thấy được lên báo rồi thấy vui, tự nhiên lên đọc comment chửi không thấy tụt hứng hoàn toàn, hầu như mấy anh chị em ở trong tấm hình đó lên đọc mấy bài báo chắc họ nhìn thấy cái không dám đọc luôn á.
Trời ơi, xong mình mà làm gì vậy trời? Trời, anh em tụi tôi yêu thương nhau lắm. Anh em tụi tôi là người tốt không mới thiệt. Tốt không mà anh em tụi tôi biết ha. Tụi tôi không có ghét ai, tụi tôi cũng chẳng có lên mà chửi ai, được chưa? Đâu có thời gian rảnh đâu Phan. Trời ơi. Mình chỉ nói mấy câu cho vui vậy thôi. Nhất là mấy cái bạn mà ăn ở không ngồi rồi thì nên coi lại mình chốt Phan. Cái thời gian mình gõ bàn phím đó thì mình đi kiếm việc gì đó mình làm cho nó ý nghĩa, cho cuộc đời mình nó tươi đẹp, bớt suy nghĩ, bớt stress, mấy bạn hiểu không? Ngồi đó suy nghĩ thấy người ta có, mình không có, gato fan, lẩy fan. Còn nếu mà thích gõ bàn phím á thì mình kiếm gì mình gõ đi, mình đừng comment cho bạn khác. Mình tự gõ status của mình đi. Đúng rồi. Ví dụ như là trời ghét mấy thằng xăm mình quá, ghét con Mai Mèo quá, ghét thằng Đăng Vinh quá. Bớt thẳng lên tường. Ê nhưng mà đừng để tôi thấy nha, thấy với Đăng Vinh là mệt à. Ghét mẹ mấy thằng xăm đi. Bớt bên tường nhà mình, tôi cũng quan tâm. Tự nhiên cái tường của tôi, mấy bạn vô bạn comment lung tung lăng tăng chi vậy mấy fan. Trời đất ơi, còn dùng lý lẽ nói lại nữa. Rồi bị anh em của tôi vô chửi rồi rút hình. Nó bạn thấy không, cái nhân mấy bạn gây ra cái quả mấy bạn chịu thôi chứ. Chứ có ai chọc ghẹo các bạn đâu, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn bớt đi. Trời ơi, 1K3 người đang coi hả trời, thấy chưa chồng? Rủ chửi nhau là vô chửi lộn liền. Tôi cũng thấy mắc cười lắm nha. Tôi làm thợ xăm nhiều khi tôi quay tác phẩm á, sao không vô coi nhiều vậy mấy fan. Tôi nghe rủ chửi lộn cái là 1.300 người vô coi. Cái xã hội này, cái chế độ này nó thích chửi lộn hơn là thích kì vậy fan. Giống chó quá. Yeah. Hên quá, ông cầm tin ông chó nãy Hoa chồng. Hoa Huỳnh nhìn giống chó quá. Mình chó bạn thiệt. Mình sinh năm 82 nha, nhâm tuất. Trời ơi, thích kêu sổ không? Gâu gâu liền. Dễ thương. Vậy cũng được. Nghe không? Ra đường gặp tôi cắn ráng chịu à, đừng lúc đó tôi kêu này nọ nha Ben. Chó nó cắn bậy mà. Lấy lên nè. Rồi cất đồ nghỉ ngơi đi. Thành tới mới về quê lên mà con à. Rồi. Nãy giờ tôi mới đọc comment của mấy bạn á. Bây giờ tôi lo tôi chửi quá không? Tôi bị nhập tâm chửi quá mà. Tôi bị cuốn vô á. Tại cuốn nào rồi, điện cho mẹ đây chị coi là chừng nào em lên rồi coi gọi cho mẹ. Nghe phấn khích. Hello. Vui quá. Hết buồn. Lên tự nhiên lên gặp mấy bạn hết buồn. Giờ tự nhiên giờ mình hết chửi rồi đấy bạn. Mấy bạn có tuột cái lượng theo trực coi lại không vậy? Lượt xem lại không? Có hết chửi. Hết chửi giờ là tuột liền đó phải không? Bạn vô đây coi thì vẫn qua là nghe Vinh chửi rồi thôi phải không? Hồi xe, hồi like rồi về chắc nổi tiếng lắm luôn nè. Thôi nha fan. Mục đích của tôi không có câu thiệt, tôi muốn nói cho những người mà hay chửi lăng tăng lung tung trên mạng á, bớt đi. Tôi đang giúp đời á fan, giúp cho mấy bạn tốt á, đừng có như tôi hồi xưa thiệt. Đúng rồi, để mà nói về chửi lộn á, ngày xưa á chỉ cần mở mồm ra, chị Mai mở mồm ra không ai nói chuyện với chị Mai luôn. Bây giờ thấy mở mồm ra ai nói lại không? Y như bà bán cá ngoài chợ, tôi bán rau bà bán kế bên bà, hai đứa tôi mới yêu nhau hiểu không? Xong mới xong mình chung với fan. Ngày xưa mỗi lần mà chửi lộn á là mình không có post từng câu, một câu chửi một đâu. Mình post nguyên bài văn cho đọc xong, đọc xong mình post thêm bài nữa cho đọc. Đó, không kịp chửi lại luôn à. Nên 6 người coi tôi nghe tôi chửi lộn, lầy vậy luôn á. Thấy cũng vui. Nhưng mà mình nói thiệt á là tụi mình thực sự không đáng bị chửi như vậy. Cho nên mới bô oan oan la ó mồm lên. Chứ thực sự mà nếu như tụi mình mà cũng kiểu đáng thì tụi mình cũng kệ để cho chửi á. Nên bà con làm ơn nếu mà thương tình á, bớt thôi. Thương cho một số kiếp người bị dính vào cái nghiệp nãy, là xăm chỗ. Nãy giờ Vinh cũng dùng từ bớt thôi. Chứ Vinh không có kêu mấy người là phải bỏ hết. Hiểu không? Chửi thì vẫn chửi nhưng mà chửi dễ thương. Chửi nhẹ nhàng đi mấy fan. Đúng không? Đừng có chửi nặng nề quá mấy fan nghĩ người. Có một người nào đó mà chửi fan như mấy fan chửi tôi thì mấy fan sao? Mình sống thật một chút thôi. Đúng không? Mình suy nghĩ, lắng lại suy nghĩ một chút thôi. Tự nhiên có người nào đó chửi y như là mấy bạn chửi tôi gì đó. Thì mấy bạn có cọc như tôi không? Đứng trước mặt cũng dám tát bật tay lắm à. Thì rõ ràng rồi. Tại sao lại mình làm với người ta? Đúng không? Mấy bạn trong khi tôi với bạn đâu có liên quan gì đâu. Đúng không? Không hề biết nhau. Mà tôi cũng chẳng có khiều móc gì bạn. Đúng không? Tôi đâu có rảnh fan. Thì tôi chỉ khuyên mấy bạn. Không phải khuyên, xin lỗi. Chỉ dùng từ sai. Vinh Trùng dùng từ là xin mấy bạn bớt hiểu không, bớt chút cũng được, nhớ không, để cho mấy bạn được tốt hơn chứ Vinh cũng không có xấu đi được chút xíu nào đâu mà chửi hoài nha. Chửi Vinh cũng vậy à, nhây mà bao nhây với bạn. Đúng rồi. Mấy bạn vô Facebook của
mấy người ở trong hình tiệc cưới đó đi, chắc chắn là ai cũng phải đăng một vài bài nói về đau đầu về cái vụ mà bị chửi này lắm. Thôi mở mở Facebook lên thấy thông báo nhiều quá, vô xem trời ơi gì vậy fan, gì mà chửi không fan, đâu liên quan gì đâu trời, lầy quá. Thà làm bớt giỡn nha, chứ làm người khó sống anh ơi. Ừ thiệt, làm chó đỡ bị ta ngó fan, hiểu không? Thiệt, cho nó vô xó luôn là cũng được nữa. Dùng từ chói đối với nó bình thường lắm, nhưng mà đừng có dùng những cái từ mà nó xúc phạm hơn nữa. Thứ nhất là đụng chạm tới gia đình, đụng chạm tới phụ huynh học sinh, đụng chạm tới con cái, những người đó không có liên quan. Ví dụ như Vinh làm Vinh chịu, ok nói Vinh xấu thì chịu, chứ nói Vinh gì cặn gì con hư gì gì fan, cha mẹ không biết dạy gì fan, liên quan gì tới cha mẹ tôi fan, đúng không? Còn dạy hay không thì tôi thành công hay không, giờ so không? Chẳng lẽ để tôi chảnh mấy fan? Không, tôi bình dân à, thiệt, nghèo khổ nghèo đó giờ, hiểu không? Đừng để tôi thể hiện nha, tôi không thích. Nếu tôi muốn thể hiện với bạn hư thì cái vị trí ngồi không phải ở đây rồi các bạn. Tôi cùi bắp xưa giờ thì phải không? Đi đâu Tăng Vinh lúc nào cũng cùi bắp hết trơn á. Vậy được rồi, người ta xung quanh mình hạnh phúc là mình vui, mấy bạn mình được ké. Tự nhiên xung quanh mình toàn khổ đau không, ai thích fan. Đúng rồi. Tự nhiên chi vậy fan? Cái thằng mình đều muốn xung quanh mình tốt để mình được ké, hiểu không? Mình đi chung mình cũng cảm thấy vui nữa fan. Tôi chơi với anh em á, tôi cũng nghĩ là anh em mình đứa nào được cái gì là mình mừng cho đứa đó. Đúng rồi. Để nó mai mốt nó giàu mình còn được nhờ mẹ. Đúng rồi, nó giàu đó, mình mượn tiền nó fan. Bạn bè mình nghèo hết tới chừng mình rớt á, trời ơi cho mượn 50 đúng rồi. Nó kêu nó không có làm sao. Tôi luôn muốn mình xung quanh anh em tôi người nào cũng giàu hết trơn á, người nào cũng tốt hết trơn á để tôi được ké. Tôi khổ, tôi có người tôi mượn tiền. Trời ơi, tôi khổ quá mà xung quanh tôi nào cũng nghèo hơn tôi không, sao tôi mượn fan. Bởi vậy chơi với anh em hết vậy rồi. Thôi ha, cách sống của Vinh là vậy á, bớt bớt nha, không né né Vinh ra một cái. Nhưng mà lâu lâu anh em chơi lại hết hồn đó bà con. Chơi hết mình anh em là mình hết hồn không? Nhưng mà thời gian nó sẽ lọc đúng bà con. Ví dụ như là bây giờ tụi mình biết cái quy luật là bây giờ tụi mình tại vì trên mạng hot quá cho nên bị chửi nhiều. Nhưng mà ngày mai ngày kia là trên mạng nó sẽ hot vụ khác nên mấy người chửi đó chạy qua thằng khác chửi rồi, không quan tâm mình nữa nên tôi cũng không quan tâm. Nên mọi người cứ chửi thì nói thiệt là ở trong cái showbiz á, nó kêu là anti fan giúp cho mình nổi tiếng á các bạn. Đại đồ lầy thì Vinh không có sợ thiệt. Các bạn đang nghĩ gì não đúng không? Đã ảo thì ảo rồi, không ai thấy luôn. Ảo thì ảo banh xác luôn nha. Thì để mà so ra thì về vấn đề mà sạch dơ là thành công hay là cặn bã xã hội hay là bla 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 bla, cái đẹp theo cách của bạn còn cái xấu theo cách của bạn, cái đẹp theo cách của tôi, cái xấu theo cách của tôi á, thì xã hội sẽ nhìn nhận thôi các bạn. Đúng rồi. Ha. Thiệt. Thời gian sẽ trả lời những ý nghĩa của những cái công việc mình làm. Những bạn mà nhỏ hơn Vinh thì rồi đến lúc cũng phải tự ngồi đó mà nhìn ra. Còn những người đã lớn hơn Vinh thì lúc đó mới cảm thấy rằng nó mà mình già rồi mà mình còn hơi vội vàng á mấy fan. Đúng rồi. Già phải chậm lại chứ, đúng không? Mình sống đã sống lâu năm rồi. Mình tuổi trẻ sống lâu năm mà mình còn ham hố, mình vội vàng nữa. Vậy người ta kêu mình mất nết đó mấy fan. Thiệt, già có hình xăm vẫn chất. Chứ già mất nết nghe ghê mấy fan. Vinh sợ mang tiếng vậy lắm fan. Thiệt nha. Nhìn không già xong mình nhìn lẫy mày vậy cũng được mày, má nhìn già nó mất nết quá nghe ghê ghê á mọi dơ dơ làm sao á nhái ven bớt bớt đi ven. Chị thích hay em rồi đó. Dạ em cảm ơn mọi người. Trời ơi, nãy đến giờ là không quan tâm comment luôn, mình dạ. Đang sung mà phải không? Đúng mình rồi. Bơm mình đang dạng như là mình đang đã mình chơi thôi, giờ không dám nè, giờ mắc cỡ nè. Nhưng mà chút nữa tụi mình sẽ đọc lại hết comment đó. Tụi mình bị bức xúc quá nên livestream nói chuyện với mọi người chút thôi. Còn bây giờ thì mắc cỡ quá rồi. để mai mốt nói chuyện tiếp nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại.